Trở lại chương trình của bạn trên ngắn. Cái nền tảng của ác đã chính thức ẩn bài của lãnh tụ Iran sau cuộc tấn công của Israel. Bản tin ngắn. Thường thường bản tin ngắn là tin tức của Hoa Kỳ đó quý vị. Tin rất ngắn, khoảng 3 phút cho đến 5 phút nha quý vị. Chương trình mà góc bình luận là bản tin nó dài hơn. Nó dài hơn trong cái chương trình của góc bình luận. Còn vì nào muốn xem livestream trực tiếp cả tiếng đồng hồ thì vào chương trình của Luân Vũ Show. Cái mạng xã hội ác đã ẩn một bài đăng của ông lãnh tụ tối cao của Iran vì lý do vi phạm cái quy tắc của nền tảng này. Cái bài viết này vì chỉ bị ẩn chứ không xóa vì nội dung đó có nhận ra sự quan tâm của công chúng. Kể từ khi bài đăng thu hút sự phản hồi trực tiếp của Elon Musk, chủ của nền tảng xã hội, ngày 8 tháng 10, lãnh đạo Iran đã lên tiếng về cuộc tấn công của Israel một ngày trước đó của Hamas trên một nền tảng X là một căn bệnh ung thư của chế độ phục quốc Do Thái chiếm quyền. Đó sẽ bị tiêu diệt với bàn tay của người dân Palestine cùng với lực lượng kháng chiến khắp khu vực. Ngay sau đó, bài đăng của ông đã bị ẩn với lý do là quy tắc về nền tảng X. Tuy nhiên, cái bài đăng này được xác định vẫn còn có thể truy cập với những người ai quan tâm. Chị sao ẩn nó ông Musk? Không delete mẹ nó kìa, cao đi ông Musk, ẩn chỉ vậy. Ngày sau đó, bài đăng, ông Musk đã mua một cái nền tảng xã hội này năm ngoái và cho rằng tiên liệu rằng ông lãnh tụ của Iran có thể sẽ không thành hiện thực. Cái quan điểm của lãnh tụ trụ lạnh này rõ ràng cho thấy việc tiêu diệt Israel là đích đến thật sự chứ không phải là ủng hộ người dân Palestine, và điều đó sẽ không thành sự thật. Elon Musk phản biện những gì thật sự xảy ra từ cái thập niên này sang thập niên khác là một vòng lặp lại không có hồi kết của bạo lực và trả thù. Cái bài đăng của lãnh tụ Iran, người mà chính quyền của Biden cho là thần thánh, bao gồm đoạn video quay cảnh những người tham gia cái buổi hòa nhạc tại Israel đang tháo chạy trên cái nền tiếng súng vang lên, dường như đang tán dương việc sát hại của những người này. Kể từ khi quản lý Twitter, ông Musk đã bãi bỏ một số quy tắc liên quan đến quyền tự do ngôn luận trên nền tảng của mình. Một số người có khuynh hướng bảo tồn truyền thống lập luận rằng những quy định cũ đó bị sử dụng một cách bất công để trừng phạt những quan điểm trái ngược với những truyền thông dòng chính. Trong khi đó, ông Adel, phát ngôn viên của nhóm Hamas, cho biết khủng bố Hồi giáo này muốn toàn bộ tù nhân Palestine được trả tự do khỏi Israel và chấm dứt những gì ông mô tả là hành động khiêu khích ở bờ Tây và Jerusalem bị xâm chiếm, đặc biệt là đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa. Al-Aqsa. Tôi biết tôi đọc đúng không trời? Al-Aqsa. Ông Adel đã nói với thông tấn của AP qua cái điện thoại rằng chiến binh Hamas vẫn đang chiến đấu với lực lượng Israel và bắt giữ nhiều người Israel hơn vào ngày 9 tháng 10. Chúng tôi đã tham gia một cuộc chiến công khai để bảo vệ người dân của mình và đền thờ Hồi giáo, vân vân. Cả một câu chuyện này rất là bấn loạn đó quý vị. Những lời của Biden thì có vẻ như không còn gì mà chúng ta bất ngờ nữa cả. Mà nếu mà thật sự một ngày đó Trung Cộng mà tấn công Đài Loan, chúng ta cũng chẳng có bất ngờ luôn. Và đó là bản tin ngắn. Chào tạm biệt.